nay bà có ăn Tết không hay chị Hồng? Năm nay bà có ăn Tết không ha? Chị có khuyến thấy gầu quá nha. Ngày tháng 12, mấy tháng 12 có còn còn mấy bữa nó giao thừa mà đi gầu. Lẹ quá. Nghe qua giờ lại lẹ. Bởi vì Tết nó thêm tuổi nó già chứ buồn sắp chết. Nó ham chứ mình nó ham Tết chút nữa lớn tuổi đi. Chị có móc nó lần nữa không ta? Giờ Tết hả? Chắc còn lần nữa à? Chị ra khoảng đó 20 tháng mấy nha. Em gửi mắm chay về cho chị với bà cô ăn có. Ăn mùng 1 Tết ăn chay. Chứ em cũng đâu hả? Chứ em cũng đâu biết số ủng hộ chị. Lần bán đây nè. Em nấu đồ chay á ngon ghê luôn. Con có nặng gì kỳ á. Năm năm lấy. Trời ơi đừng 5 kg có 5 kg sao lắm. Em mới nhìn con cả. Thấy thương ghê không? Ôi ôi cái lỗ này ghê quá nè. Ui quá trời cái lỗ này luôn. Ý. Ô quá trời luôn ngoại thấy luôn á. Con gái ơi, cái này gì nó đen vậy, nó cục khang hầm vậy con gái. Hôm nay gì cứ tưởng con đi về tin với nội con không à. Thứ ba, bà nội nó sinh rồi, thứ ba chở đi. Thứ ba dưới hả? Thứ ba nghỉ tới thứ năm lận. Thứ nghỉ thứ ba đi học buổi sáng, rồi thứ 11, thứ 6 đi học buổi sáng nữa. Vậy thứ năm lận. Ở với bà nội. Ô, nóng lạnh ghê chưa trời. Đâu? Chưa con. Đây nè con. Ông ơi. Nè nguyên cục là trà bá luôn nè. Trời. Nguyên cục luôn, hổm rồi. Mà để con ngứa hoài bây giờ cái lỗ tai con mới dậy. Ôi ôi. Cục trà bá lửa luôn. Đen ơi Đen, vô tủ lạnh lấy cái keo dưa cải mới đem cho bà Tám đó con. Chị với Tám ăn đi chị, với cải ăn làm, em trộn rồi. Trộn đường, trộn ớt. Bao lâu ăn mới được? Em không, em người ta ở trên An Hiệp, người ta làm ngon lắm. Xong em về cái em rửa sạch, em trộn ớt với giò đường vô. Cái keo ở trong á con, cái keo chưa khui á. Mấy cái bịch để vô. Bây giờ chị xếp cho chị với Tám nha. Với bà Tám, cô Tám nha chị. Chị mà ăn riêng phải không? Riêng. Chị xếp ra nha. Xếp con miếng nè. Ui, nhìn bà nội nè. Ui. Nghe xe nó chạy nó dòm giáo giác luôn. Bà nội đi nè. Ui. Bà thấy lạ mà nó dòm. Hấp biết luôn. Nít là thấy thương ghê ạ. Thương, nó nuôi thì cực. Con nít á thấy thương ghê luôn á. Thấy không? Biết nhiều chuyện rồi đó. Có gì đâu chị. Rồi. Sao? Dậy đi Tâm ơi. Ôi ôi, cục nè Tâm, Tâm thấy không Tâm? Nè
thấy bật.